Thưa quý vị và các bạn, chọn cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Sống một cuộc đời vì nước, vì dân. Những đóng góp của Tổng Bí thư đã để lại ấn tượng sâu sắc và nhận được những tình cảm đặc biệt, không chỉ từ người dân trong nước mà còn từ bạn bè quốc tế cũng như kiều bào xa tổ quốc. Đối với bà Samdech Menson Om, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam, những năm tháng được diện kiến và làm việc với Tổng Bí thư khiến bà có những ấn tượng sâu sắc về vị lãnh đạo đứng đầu đất nước Việt Nam. Tôi rất vinh dự khi được biết và đã được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khi đi thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như khi Ngài tới công du Campuchia. Ngài Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo kiệt xuất, có tầm nhìn xa trông rộng và tôn trọng kỷ luật nghiêm khắc. Ngài đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển trên mọi mặt và nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong chiến lược địa chính trị, ngoại giao xuất sắc. Ngài đã mở chiến dịch phòng chống tham nhũng trong Đảng, Nhà nước rất thành công, đưa Việt Nam có bộ máy nhà nước trong sạch, thu hút các nhà đầu tư và du lịch. Đối với quan hệ Campuchia-Việt Nam, Ngài rất gần gũi, coi Campuchia là bạn, là anh em và xác định đường hướng đúng đắn cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Hội phụ nữ và Hội hữu nghị giữa hai nước theo phương châm láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài. Những việc làm của Tổng Bí thư không chỉ được nhân dân trong nước ghi nhận, những người con xa xứ, những kiều bào tại nước ngoài cũng đánh giá cao về con người và nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương hiện thực sinh động về sống học tập và làm theo lời Bác. Tấm gương đạo đức người sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được người học trò mẫu mực khai sáng làm rạng rỡ thêm trang sử của dân tộc. Việc tiên phong kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Là một kiều bào, hơn nữa lại là một người làm công tác quản lý trong một môi trường giáo dục, thì tôi thiết nghĩ rằng thầy trò trường song ngữ Nguyễn Du sẽ nguyện học tập và noi theo tấm gương đạo đức của người lãnh đạo tôn kính này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp rất to lớn trong sự phát triển của đất nước Việt Nam. Đặc biệt là với vai trò đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư đã dẫn dắt lãnh đạo đất Đảng, đất nước trong hơn một thập kỷ vừa qua, có được những thành tựu vượt bậc như là sự phát triển kinh tế ổn định về mặt ngoại giao cũng như là nâng cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều các cường quốc lớn như từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU đều đã ký kết với Việt Nam trở thành là đối tác chiến lược toàn diện, mà trong cái việc này thì cái công sức và cái đóng góp vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư là vô cùng quan trọng. Chúng tôi là người Việt Nam ở nước ngoài thì rất là tự hào khi mà trong thời gian vừa qua là luôn được nghe những cái đánh giá rất là cao về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.